Yo, biệt đội sang tinh của Hack Channel đã quay trở lại rồi đây. Nếu như mỗi buổi tối thứ hai bạn không có việc gì để làm thì cũng đừng có buồn. Hãy mở YouTube lên và hãy tìm kiếm kênh YouTube của Hack Channel. Và Hack News sẽ gửi đến các bạn những thông tin về công nghệ được diễn ra trong tuần qua. Và bây giờ thì hãy cùng biệt đội sang tinh của Hack Channel điểm xem tuần qua có gì hot nè. Sau khi iOS được phép dùng đoạn video làm avatar vào hồi tháng 12, thế bây giờ những bạn sử dụng Android cũng được cập nhật tính năng này. Như vậy, Facebook đã cập nhật tính năng này trên Android chậm hơn iOS lên tận tới 3 tháng. Và chức năng sử dụng video làm avatar cho Android được Facebook cập nhật rộng rãi trên thế giới vào hôm 25 tháng 3 và bắt đầu sử dụng được ở Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 vừa qua. Và chức năng này thì cho phép chúng ta sử dụng một đoạn video bất kỳ dài trong vòng 7 giây để làm avatar. Video này thì có thể là tự quay và cũng có thể cắt ghép từ phim ảnh hoặc internet cũng được, miễn là không vi phạm bản quyền. Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi thì Samsung Gear S2 đã hoạt động với các sản phẩm của iOS, cụ thể là iPhone. Thông tin này được Samsung xác nhận tại CES 2016. Mặc dù lâu hơn dự định, nhưng điều người dùng quan tâm lúc này là nó đã trở thành hiện thực. Hiện tại thì chỉ có người dùng Gear S2 của nhà mạng Vision Mỹ mới nhận được bản cập nhật này. Và để chạy được thì Gear S2 sẽ được cập nhật lên bản build R730VVRU1BPC1 và chỉ hoạt động với các thiết bị iOS trên 8.4 trở lên. Nick Collection là bộ sưu tập bao gồm 7 công cụ dẹp plugin chuyên dùng để chỉnh ảnh từ Google. Và bây giờ thì các bạn có thể tải về hoàn toàn một cách miễn phí và không phải mất $150 như trước đây. Theo đó thì bộ sưu tập bao gồm như là Analog Effect Pro, Color Effect Pro, Silver Effect Pro, Viversa, HD Pro, Effect Pro, Savanna Pro và Define sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều hiệu ứng đẹp, cũng như là khả năng chỉnh sửa màu, retouch hiệu ứng, chỉnh sửa tông màu, khử noise. Và mình thì sẽ gửi cho các bạn link của bộ sưu tập Nick Collection này để các bạn có thể tải về một cách miễn phí. Cách đây vài ngày thì sau khi Apple tung ra bản cập nhật iOS 9.3, nhiều người dùng đã biến iPad của mình thành cục gạch sau khi nâng cấp. Sự cố này đến nay thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đồng thời thì táo khuyết vẫn chưa có biện pháp khắc phục. Vì thế, hãng đã quyết định tạm dừng chương trình nâng cấp lần này. Cụ thể, những thiết bị như là iPhone 5S, iPad Air, iPad Air 2 thì tạm thời không nhận được bản nâng cấp. Ngoài ra, Apple cũng hướng dẫn người dùng kích hoạt lại thiết bị nếu dính phải sự cố này. Các bạn hãy truy cập vào đường link bên dưới video này thì mình sẽ cho bên dưới, nếu mà các bạn có muốn nâng cấp hoặc là có bị lỗi gì thì có thể bấm vào đây để xem chi tiết. Và các bạn thì chỉ cần mất 30 giây để khắc phục được lỗi này. Một lời khuyên mà Hack Channel muốn dành cho các bạn là hiện tại thì không nên nâng cấp lên iOS 9.3 ngay lúc này để tránh gặp các sự cố. Rồi chúng ta phải cần một cái thời gian nữa để mà Apple tung ra bản cập nhật mới khắc phục vấn đề này. Những ứng dụng của Google ngày càng phát triển hơn, và một trong số đó chính là chức năng camera của hệ điều hành Android này thì ngày có sự thay đổi hoàn toàn mới mẻ. Theo một thông tin từ Android Headline cho biết, ứng dụng camera của Google đã có một bước phát triển kinh ngạc. Từ trước đến giờ thì bạn chỉ có thể chụp lại một cái gì đó và Google sẽ giúp bạn tìm ra một trang web nói riêng về đồ vật đó. Nhưng sắp tới đây, bạn sẽ chụp lại một món đồ vật nào đó thì bạn yêu thích. Thì những chức năng mới của camera giúp bạn thêm những thông tin về đồ vật đó như là giá tiền, nơi sản xuất hoặc là nơi bán. Và chúng ta thì có thể thấy được rằng đây là một chức năng khá là hữu ích cho người dùng và các kỹ sư ở Motion View đang làm việc để phát triển nó hơn nữa. Ngoài những thông báo về chức năng mới thì những hình ảnh này sẽ cho chúng ta hình dung ra được những chức năng mới sẽ hoạt động như thế nào. Và đây sẽ là phiên bản camera mới nhất dành cho Android Camera. Và chức năng mới sẽ được áp dụng trên tất cả các loại điện thoại dòng Android và có thể sẽ được công bố vào tháng 5 nay. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý đã được biệt đội sang tinh của Hack Channel cập nhật trong tuần vừa qua. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin mời like, share và subscribe kênh YouTube của Hack Channel để ủng hộ và cũng như là phát triển kênh YouTube của Hack Channel hơn nữa. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.